quý vị, vào những ngày Tết, với rất nhiều chị em phụ nữ, đó là những ngày căng thẳng và áp lực nhất, bởi vì họ thường xuyên phải dành quỹ thời gian ít ỏi của mình chăm sóc cho những bữa cơm gia đình, rồi tiếp đón bạn bè, khách khứa. Và một câu hỏi luôn được đặt ra, đó là làm sao để có những món ăn vừa đơn giản, vừa giàu chất dinh dưỡng, lại tiết kiệm được thời gian. Cho chương trình Ngại Ngon và Lành ngày hôm nay, tôi sẽ giúp cho tất cả các chị em phụ nữ có thể giải đáp được câu hỏi này bằng cách là chúng ta hãy cùng đến gặp và nghe câu trả lời của một nghệ nhân ẩm thực tại làng Gốm Bát Tràng. Xin chào cô Lâm. Cô có khỏe không ạ? Cô khỏe. Chúc cô một cái Tết thật là an lành và nhiều sức khỏe ạ. Chào. Cô Lâm thân mến, có rất là nhiều người phụ nữ khi mà biết cháu đến gặp cô thì đặt cho cháu một cái câu hỏi như thế này: làm như thế nào mà để có thể giảm áp lực của tất cả những chị em phụ nữ trong những ngày Tết, bởi vì dường như bây giờ tất cả mọi người đều rất sợ là cái việc mà phải vào bếp và phải chế biến những món ăn rất cầu kỳ để tiếp đãi gia đình cũng như là bạn bè ạ. Ngày thường thì nói chung là chị em phụ nữ Việt Nam là vất vả rồi. Mỗi ngày Tết thì có mấy ngày nghỉ ngơi mà thì cũng muốn là làm những món ăn nó đơn giản thôi mà lại ngon để cho cả nhà thưởng thức, nhưng mà nó đơn giản. Ví dụ bây giờ cô có cái món là thịt đông ấy, năm nay là năm Đinh Dậu. Thế cho nên là làm cái món thịt đông nó đơn giản lắm mà lại ăn rất ngon. Trong những ngày Tết này. Có lẽ là nhân cái buổi ngày hôm nay mà đến thăm cô Lâm ấy, thì chắc chắn là Hằng cũng như tất cả các chị em phụ nữ đều rất là muốn học hỏi một món ăn nào đó của cô để có thể giải quyết cái tình trạng căng thẳng trong dịp Tết này. Và như cô Lâm vừa nói, đó là món thịt gà nấu đông đúng không ạ? Ngay bây giờ thì cô cháu mình có thể bắt tay làm luôn món đó được không ạ? Được rồi. Vâng. Mời cháu nhé. Vâng ạ. Vào mùa đông thì chắc chắn một món ăn mà tất cả mọi người đều nghĩ đến đó chính là món thịt đông. Và năm Đinh Dậu thì chắc chắn là món gà nấu đông sẽ được rất là nhiều các bà nội trợ nghĩ đến, bởi vì họ nghĩ rằng đó thực sự là một món ăn có thể giúp họ tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Và cô Lâm thân mến, đây có phải là món ăn mà cô thường làm cho gia đình mình không ạ? Vâng. Cái món ăn này thì nói chung là trong cái gia đình Việt Nam là mùa đông này là hay làm. Nhất là năm nay là năm Đinh Dậu cho nên rằng là cái gà nấu đông này nó dễ ăn lắm mà nó tiện. Gà này thì đã làm rất là sạch rồi. Vâng. Sau đó sát muối và sát cái quả quất hay quả chanh đấy cho nó cho sạch thơm, cho nó sạch đấy. Vâng. Thế sau đấy thì mình thái nó mỏng ra. Thì là mình đun cái nước của cái bì lợn ấy mà. Đấy vâng. Thì để cho nó sánh mà. Thì khi mà đã đun cái bì này rồi thì sau đó thì mình sẽ chắt sang một cái song khác. Đây là cái nước bì mà, cái nước bì này nó rất là sánh. Và có thể bây giờ tuổi già ăn là tốt đấy. Vâng, đúng rồi. Nó chính là sẽ giúp cho cái cơ xương nó linh hoạt hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Thường khi mà chọn một con gà nấu đông ấy, theo cô thì nên lựa chọn gà như thế nào thì nó sẽ cho cái món ăn ngon nhất ạ? Con gà thì nói chung là ở đây tôi làm thì toàn là chọn mua cái con gà di ấy. Thì mà nuôi dân dã thì là nó thơm thịt. Vâng. Sau khi mình về mình chế biến thì coi như là lọc hết cả xương ra. Vâng. Lọc hết cả xương ra, còn có cái thân của nó như thế này thôi. Vâng. Thì mình thái mỏng nó ra, sau đó thì mình đun, thì tại vì cái nước nước bì có thể là nó không được thơm thì cho đó mình cho mấy cái lát gừng vào. Vâng ạ. Cho mấy lát gừng vào, sau đó vớt cái lát gừng này ra cho nó thơm cái nước. Thế là mình chỉ lấy cái nước thôi cho nó thơm. Cô Lâm này Hằng thấy rằng là khi mà nấu món nấu đông ấy thì rất nhiều người cho thêm mộc nhĩ, nấm hương vào để cho cái món ăn nó tăng thêm gia vị. Ở đây tại sao mình lại không dùng cái đó ạ? Tại vì cái này, cái nấu đông này có thể là mình ăn trong vài hôm cho nên là mình không cho nấm hương mộc nhĩ vào. Vâng. Để cho nó khỏi chóng thiêu mà. Cho nó mộc nhĩ vào rất chóng thiêu. Thế khi mà mình đun sôi cái nước này lên thì bắt đầu mình thái thịt xong mình đun dừ khoảng độ 20 phút cho cái thịt gà nó mềm, nó dừ ra. Thế sau đó thì mình đong ra bát đây. Xong rồi đong ra bát thì bây giờ nó để ăn cho nó tiện lợi ấy, thì là mình sẽ đong ra từng bát nhỏ một. Đấy. Đong ra từng bát nhỏ một, ăn bao nhiêu thì là mình úp xuống cái đĩa. Thì coi như là ăn hết, cho nó hết, xong ngày hôm sau mình lại ăn mới. Vâng ạ. Thì nó rất tiện. Vâng, ngay bây giờ thì Hằng sẽ mời cô Lâm là chúng ta sẽ cùng chế biến và làm luôn cái món thịt gà nấu đông này. Thì đây là cái lá chanh này này.
thịt gà thì có thể là cho gừng với lá chanh nó cũng rất là hợp với cái gà. Cho nên là tôi thì cũng nghĩ rằng là bây giờ mình cho một ít lát lá chanh vào, vừa là để trình bày cho nó ở trên nó có cái xanh xanh, nó xạ nó đẹp mà lại nó thơm nữa. Thì thường thấy các bạn nội trợ hay cắt cái miếng rất là to, nhưng mà Hằng đang thấy là cô sắt hình như là cũng là nhỏ vừa vừa thôi ạ. Vâng, là vì cái này mình muốn là cái thịt đông này nó dừ mà. Vâng, thế là một thứ hai khi mà mình sắt nó ra thì nó đỡ vướng nhau. Thế này thì nó cũng tiết kiệm được thời gian mình cũng nấu rất nhiều đúng không ạ? Vâng, còn xương này rồi thì đầu cổ cánh thì có thể mình chặt nó ra. Vâng. Sau đó để nấu măng hoặc nấu gì đấy trong ngày Tết. Vâng, wow. Như vậy thì vừa tiết kiệm mà mình... Vừa tiết kiệm mà ăn đến đâu hết đến đấy chứ. Vâng, mẹ có nhiều món ăn ngon đúng không ạ? Tại sao mà mình lại không cho lá chanh luôn vào đây hả cô? Thì cô muốn là vừa là trình bày cho nó đẹp mà dạ. Cái lá chanh thì vào đây nó vàng mất. Mình cứ để ở đây xong mình múc nó vào thôi. Mình múc lên trên thôi. Tức là nó có cái mùi lá chanh. Mùi lá chanh là nó tạo cái vẻ đẹp vừa ăn đúng không ạ? Vâng ạ, món ăn cổ truyền của người Hà Nội thì rất là cầu kỳ. Vừa phải có vừa ngon nhưng mà cái vẻ bên ngoài nó cũng có một tí hào hoa trông như nó đẹp. Vâng ạ. Từ vì ngày Tết mà đằng nào vì là khi mà bày mâm cỗ để cúng ấy thì cũng có món thịt đông này. Ngoài món thịt gà nấu đông, chương trình Ngon và Lành cũng gợi ý các bà nội trợ một số món ăn đơn giản từ thịt gà, không cầu kỳ trong cách chế biến, lại tạo cảm giác lạ miệng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Món ăn quen thuộc nhất chính là lẩu gà nấm. Thịt gà chỉ cần chặt miếng vừa ăn, không cần tẩm ướp để giữ được vị ngọt nguyên chất của thực phẩm. Quan trọng trong cách chế biến chính là nước lẩu được tạo ra từ độ ngọt của các loại củ quả mà không hề lấy từ xương lợn. Tất cả các loại thực phẩm ăn kèm gồm đa dạng các loại nấm, các nguyên liệu này đều có đặc điểm chung là có vị ngọt, bổ trợ cho thực phẩm chính, không mất đi mùi vị ban đầu. Thêm một món ăn nữa cũng rất dễ làm cho những bà nội trợ bận rộn, đó là gà chiên dầu. Nhiều người cho rằng món ăn này vì sử dụng nhiều dầu mỡ nên dễ ngấy ngán, nhưng không hề đúng. Bí quyết là trước khi chiên cần luộc sơ qua gà với một số loại gia vị như quế hồi. Việc trần qua này vừa giúp gà ngấm gia vị có độ thơm ngon, lại giúp khi chiên gà nhanh chín, không ngấm quá nhiều dầu. Sử dụng dầu thật sôi nóng và xối liên tục cho đến khi da gà chuyển màu cánh gián là món ăn đã đạt yêu cầu. Thực tế là chỉ mất 15 phút cho món ăn này. Thịt gà chiên dầu có thể ăn kèm với xôi nóng. Cả hai món ăn này đều phù hợp với ngày đông lạnh giá. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Món ăn đã làm trọn vẹn thêm ý nghĩa của Tết đoàn viên.
Wow, không thể tưởng tượng được là với món ăn mà chúng ta vừa chế biến xong và sau khi đưa vào tủ lạnh và sau đó một thời gian mà chúng ta đưa ra ngoài thì nó lại có màu sắc như thế này. Thường thì với món ăn này thì làm như thế nào để biết được là bạn hỗ trợ đã thành công với món thịt gà nấu đông ạ? Món thịt đông nó đông đặc vào với nhau khi mà mình úp nó xuống đĩa mà thì nó vẫn còn nguyên si cả một theo cái hình bát ấy. Ngày Tết thì nó rất là tiện, tức là mình ăn xong đó thì mình đổ ra từng cái bát nhỏ một. Lúc nào muốn ăn thì mình lại đổ ra đĩa. Thế là một, thứ hai nữa là khi mà mình đun ấy thì lúc sôi rồi thì mình đun rất nhỏ lửa thôi, thì là cái nước cái đông này nó trong. Rồi mà lạnh ấy thì ăn thịt đông này với dưa chua này hoặc như là với rau cần, đúng không? Rau cần này và dăm ấy thì rất là ngon. Hoặc là ăn với củ hành muối ấy, cũng là rất là hợp với ngày Tết. Vì ngày Tết thì nhiều món nó mỡ màng mà. Thì mình ăn một bữa cơm gọi là như thế này, không gọi là chay nhưng mà cũng là rất là thanh đạm. Nhưng mà vẫn rất ngon. Vâng. Thì vì cái thịt đông này này thì đã cho rất là ít muối để cho nó nhạt, để cho nó dễ đông mà. Thì chấm mấy cái nước mắm nguyên chất này với cho hạt tiêu vào. Vâng, mùa đông ăn rất là hợp. Vậy thì bây giờ thì xin phép cô, cháu sẽ thử một ít gọi cháu bữa cơm đạm bạc trong ngày Tết. Thật là mang cho mình nhiều phiền hà, đặc biệt là trong việc nấu nướng khi mà phải chế biến ra rất nhiều những món ăn công phu, rồi ăn quá nhiều khiến cho mình có thể bị mập lên. Thì có lẽ là với những gợi ý của cô Lâm ngày hôm nay thì đã giúp quý vị giải quyết nỗi lo lắng đó. Đó là có những thực phẩm rất là đơn giản nhưng chúng ta có thể chọn những cách chế biến cũng đơn giản thôi. Bên cạnh đó thì chú ý với những loại thực phẩm ăn kèm, thực tế là sẽ tạo ra những món ăn vừa quen vừa lạ, giúp cho chúng ta có một cái Tết thật vui và cũng có một cảm giác là Tết này đã nhẹ gánh hơn rất nhiều so với Tết trước.